Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ lắm rồi. Nhiều anh em bảo Khải soi đồ những cái top bên dưới đi thì ok. Nói chung hôm nay thì gặp được Đường Môn Vũ Kim Bảo, top 1 liên đấu vừa rồi nha nè. Đây, đánh Đường Môn phái này, Đường Môn này đó, Vũ Kim Bảo top 1, Khải top 2 nè. Đó, đó, đây là 4 người trong top. Anh em xem này, đó. Đây thì Khải thấy Vũ Kim Bảo ở đây thì Khải soi đồ cho anh em xem luôn. Set đồ này thì ở video trước thì Khải đã soi anh em xem rồi. Set đồ này chỉ giá gần 40 triệu Việt Nam đồng anh em ơi, gần 40 triệu Việt Nam đồng ấy. Và bây giờ thì chúng ta cùng xem thử set đồ này có thay đổi gì không anh em. Cũng là liên đấu top 1 liên đấu nha anh em. Khải top 2 và ạc này top 1. Ở đây. Đầu tiên nữa coi. Hiện tại ạc này đang hàng 7 server nha anh em, top 7 server nha anh em. Top 7 server luôn. Đó. Rồi. Top 7 server đây cho anh em xem này. Đó. Top cao thủ top 7 server luôn nè, 109 rồi. Đó, ok chưa? Coi đồ có thay đổi gì không? Vẫn là vào tay 22-30. Thời gian phòng thủ thì giam chậm. Đó. Nón phòng thủ 19 dòng 1. Gia truyền vẫn là gia truyền cũ nè, gia truyền cực kỳ VIP 17-18, kháng cả 18 nội lực các kiểu luôn, gia truyền quá đẹp. Rồi tiếp đến rồi. Áo vẫn áo cũ nè, 40-40 phục hồi và làm chậm 40-40. Nó một cái nó vẫn cái nó cũ nha nè, không có gì thay đổi cả. 21-20 và sát thương 70%, khá là đẹp. Sinh lực 69 rồi chứ, một set đồ quá đẹp. Đến đai lưng, một đai lưng phòng thủ lý 25, một đai lưng phòng thủ lý 25 dòng 1 nè, phòng thủ khá là cao nha. 25 này, 22 này, 19 này, 18 này. Đó, coi đôi giày coi. Đôi giày thì ở video này thì đôi giày có sự khác biệt anh em ơi. Tại vì là sau khi liên đấu xong thì đã thay đổi đôi giày từ tóc và làm chậm 40 thay bằng đôi giày tóc sinh lực cao và kháng hỏa 20 dòng 1, khá là hợp lý nè. Đó, tại vì Đường Môn gặp Đường Môn nên là cần làm chậm, nên là ông ta lúc trước ở video trước thì soi đồ trước thì mang một cái giày làm chậm 40 và tốc độ sinh lực cao, còn đôi giày này thì chuyển sang thành kháng hỏa rồi anh em. Rồi tôi đến nhận trên rồi. Nhận trên là một con nhận cũng normal server luôn, 24 kháng hỏa, quá đẹp. Kháng hỏa 24 này, 20 nữa là 44 rồi. Kháng hỏa 6x quá đẹp nè, 64 kháng hỏa 64 quá cao, quá đẹp luôn. Rồi tiếp đến một nhẫn làm chậm 40 dòng 1. Nhẫn này ở video trước Khải nói anh em thì nhẫn này dao động từ 2 đến 3 triệu anh em ơi, một cái nhẫn nha, chỉ một cái nhẫn này thôi từ 2 đến 3 triệu nha anh em. Ngọc bội cũng là một cái bội normal 1 từ đầu đến giờ không gì thay đổi nè mà. Ngọc bội cũng là một ngọc bội làm chậm 40 sinh nội lực cao. Và hiện tại ngọc bội này nó dao động từ 2 triệu đến 3 triệu nha anh em. Đó, ngọc bội 2 triệu đến 3 triệu này. Nhẫn cũng vậy này, hai món này tương đối nhau nè. Cái nhẫn nó cao hơn một tí, Khải nghĩ cái nhẫn nó sẽ mắc hơn một tí. Tại vì nhẫn thì tất cả các hệ phái hoặc là các môn phái hoặc là nữ nam đều có thể mang được, nên là cái nhẫn nó sẽ có giá đắt hơn cái ngọc bội một tí nè. Đó, dao động hai món này không là hơn 4 mơ nè, hơn 4 triệu ấy. Đó, sẽ đồ vẫn không có gì thay đổi nè. Bao tay này thì theo Khải tìm hiểu thì bao tay này ông mua 3 triệu hơn nè, 3 triệu hơn nha. Đó, 3 triệu hơn, nội có 3 món này không mà đã rồi 7 triệu rưỡi rồi, bao tay và nhẫn ngọc bội là 7 triệu rưỡi rồi. Nhẫn trên này thì Khải nghĩ cũng dạng no 1 server, nhẫn này bèo bèo phải 1 triệu là ít nè. Từ 10 đến 15 kim, Khải nghĩ thì 10 đến 15 kim nhẫn này. Quá đẹp. Đó. Nói chung quyền cái bao tay hai nhẫn ngọc bội bên này không đã gần 8 triệu rồi nè, gần 8 triệu Việt Nam đồng rồi. Đó. Quá chất luôn. Rồi đến cái nón này thì cái nón này Khải nghĩ chắc cũng vài kim, khoảng tầm 200.000, 200.000 là cao. Nón này thì chưa được đẹp, chưa đẹp. Phòng thủ cao nhưng mà chưa được đẹp lắm nè. Rồi như gia truyền này thì như ở anh em xem video trước thì gia truyền này mua hơn 12 đến 17 triệu nè. Đó, dao động từ 12 đến 17 triệu ấy. Hàng no server nha anh em. Mười mấy triệu ấy. Còn cái vũ khí này thì dao động Khải nghĩ nó cũng server này hiện tại cho đến bây giờ thì cây vũ khí này Khải nghĩ đẹp lắm thì nó khoảng tầm 3 triệu đến 4 triệu cây vũ khí này nè, 3 đến 4 triệu. Cây này khá là đẹp nè, dòng 1 luôn và được 70% sát thương. Đó. Nói cái gia truyền với cái vũ khí này bèo bèo 15 củ rồi nè. Đó. Bèo bèo 15 củ hơn rồi nè. Đai lưng này chắc chắn phải hơn 1 triệu là ít, Khải nghĩ hơn 1 triệu. Quá đẹp. Quá đẹp nè. Nghe nói nhẫn làm chậm nó mua. Đúng rồi anh em, tầm mấy chục kim đó là hơn 2 triệu ấy, 70 kim là hơn 2 triệu ấy.
Còn cái áo này thì lúc trước Khải có tìm hiểu thì cái áo này mua, để mà mua cái áo này thì nó tốn khoảng tầm 7 đến 10 kim nam, 7 đến 10 kim. Thì cái áo này nó khoảng chừng dao động khoảng tầm 700k Việt Nam đồng nam. Anh em thấy vậy chứ có giá lắm nam. 40 hiện tại giỏ đang rất là thèm nam. Đặt móc của giỏ đang luôn ấy. 40 tính ra sẽ đồ này 120 làm chậm nam. 40 áo này, 40 nhẫn này, 40 ngọc bội này. 120 làm chậm. Chung là cái áo này bèo bèo phải 700.000 đến 1 triệu. Đó. Theo giá server thôi nè. Còn ví dụ như có bị trên hơn một tí thì có thể khả dự đoán nó bị trên lệch khoảng tầm 200.000 đó. Còn ví dụ như cái nỏ này khả dự đoán nó tầm khoảng tầm cao lắm là 3 đến 4 triệu. Nhưng mà ví dụ như có lỡ sai thì nó cao lắm nó khoảng tầm 4 triệu hơn một chút thôi nè. Chứ nó không có thể nào mà đạt 5 7 triệu không không thể được. Cái này gọi là vừa thôi chứ không phải gọi đến mức 5 7 triệu không có. Gia chiên này nè, đó, gia chiên này bảo đảm trên 10 mấy cũ là có rồi nè. Gia chiên này hàng đọc server ấy. Quá đẹp. Nói chung là set đồ này thì không có gì thay đổi nè. Tổng quan qua thì chỉ thay đổi là cái đôi giày thôi. Chỉ thay đổi đôi giày mang kháng hỏa và sinh lực cao. Chứ còn không thay đổi gì nhiều. Với lại lúc trước ông mang cái nhẫn này là làm chậm hay là gì đó mà Khải không nhớ. Lúc trước như mang làm chậm hay gì á. Chứ hồi trước là không có mang kháng hỏa. Tại vì đánh đường môn với đường môn là không có mang kháng hỏa. Rồi ok, nói chung thì ạc này top 1 liên đấu rồi nè. Nhiều anh em bảo Khải là soi đồ top 1 liên đấu đi. Nhưng mà cơ hội đâu mà soi nè. Hôm nay mới gặp này nè. Top 1 liên đấu còn Khải top 2 thì vậy thôi. Trong ạc này thì set đồ này đẹp, rất đẹp nè. Đẹp hơn Khải, set đồ Khải gấp 10 lần lận nè. Set đồ Khải dao động khoảng tầm vài triệu thôi. Nó mát mát con ngựa thôi nè. Chứ còn là Khải nghĩ thì đồ mình không bằng đồ người ta được. Rồi ok, anh em xem video đừng quên ủng hộ cho Vũ Kim Bảo một like chia sẻ, cũng như ủng hộ video Khải một like chia sẻ cho anh em ơi. Top 1 liên đấu á nè.